Em càng nhìn cái này có thấy nó giống cái gì không? Giống con ma. Ma cái gì mà em càng cứ ma với mạnh nói liên tha liên thiên. Cái này á, nó giống hình như kiểu là một con cá mập ấy, hoặc là mồm của một con cá đuối ấy. Đây này, đây chính là cái mồm này, còn ở kia là hai cái càng ấy kìa. Anh nghĩ mà cá đuối có phải là ma không? What? Em càng lại hỏi ma rồi. Mà biển này có ma không nhím? Lại đến lượt cậu luôn. Đi chơi trời tối mà cứ suốt ngày lôi ma ra thì ai mà chả sợ. Tớ nghĩ ra trên đời này không có ma đâu. Hôm trước em xem trên TV có đây. Nhím ơi, tớ cũng chưa nhìn thấy ma bao giờ. Hay là chúng mình thử đi xem trộm đi. Xem trộm ma á? Thế nhưng mà hai cậu biết ma ở đâu không? Anh mở bản đồ nên tìm đi. Bản đồ cái gì người ta cũng giận. Được rồi, thế để anh thử mở cái đi bản đồ lên xem nào. Ma. Ui, nó ra thật đấy các cậu ơi. Suối ma có phải là suối mà có rất nhiều con ma không? Ui, chắc chắn là thế rồi. Tớ bắt đầu thấy sợ sợ rồi đấy. Bọn mình đi suối tìm ma. Được rồi, thế thì bọn mình thử đi gặp ma một lần xem sao. Đi thôi các cậu ơi. Bọn mình đã đi được gần nửa tiếng rồi các cậu ạ. À. Và bây giờ trên định vị đã báo sắp đến rồi đây. Suối ma, liệu có ma thật không nhỉ? Có biển chỉ dẫn này các cậu ơi. Các cậu có nhìn thấy cái biển gì đây không? Quỷ, núi, suối, ma. Oh my god, ở đây không chỉ có ma mà còn có cả quỷ núi nữa. Quỷ là con gì hả chị Chan? Có đáng sợ không? Bình thường á, con ma là nó chỉ bay lơ lửng thế này thôi. Xong rồi kiểu như là nó lập lòe ấy. Còn con quỷ ấy, thì nó giống như là con quái vật đấy các cậu ạ. Các cậu ơi, cái cây này nó còn bị làm sao đây này? Tại sao ở trên đường lại có cái cây nó đổ nằm ngang như này nhỉ? Mà nhìn trên thân cây này, cảm giác như là có ai đó đang cào cái thân cây này rất là mạnh luôn. Như kiểu là có bàn tay khổng lồ nó cào những cái móng tay vào cái cây đây này. Ui, đọc thấy hơi ghê ghê rồi đấy. Liệu có lên đi tiếp không Cam ơi? Thôi, không nói nhiều nữa, bọn mình lên xe đi tiếp thôi. Không trời mà tối là bọn mình không về được đâu. Đi thôi. One hour later. Ôi thôi các cậu ơi, nhìn một cái bàn tay đỏ lòm này. Bàn tay khổng lồ với những cái móng vuốt rất là dài. Thì ra đây là của con quỷ. Nhìn cái răng này. Ôi cái răng to như thế này, nó mà cắn thì xuyên qua bụng mình mất. Còn đây là cái gì đây? Lưỡi. Cái này là cái lưỡi á. Lưỡi gì mà nhiều đốm thế này? Giống như lưỡi em Cam ý, không chịu đánh lưỡi đây này. Đây chính là một con quỷ núi đó, rất là to luôn. Cả ở đằng này này nữa này. Tớ còn nhìn thấy nó có mấy cái mặt quỷ khác cơ. Ui, đáng sợ chưa này các cậu? Tớ có nhìn thấy không? Mũi của cái con quỷ này nó đang phì ra khói. Cái mắt thì đỏ ngầu ngầu luôn. Trông thật là đáng sợ. Ê, nghe ra là này. Thật sự bị hút đến phía kia đi. Tớ cũng bị thế nhỉ ơi. Đáng sợ thế. Sao người của chúng mình lại cứ bị hút vào đây thế nhỉ? Trời ơi các cậu ơi, mình bị hút vào bên trong con quỷ đấy rồi. Sao lại có một cái váy đẹp ở đây thế nhỉ? Váy này của ai vậy? Một cô gái bị một cái con gì đó màu tím, người rất dài luôn. Hình như cái con này nó đã bắt cô gái này các cậu ạ. Ui, mà sao mặt cô ấy bị làm sao thế? Tự nhiên tôi thấy sợ quá. Đằng sau nữa này, cái gì đỏ lòm đây, cái rất lại còn nhiều các cái hình nộm khác. Đây là một con bọ cạp các cậu ơi. Nhưng mà mặt của nó rất kỳ lạ luôn. Đây là cái đuôi nó còn nhọn hoắt, mắt thì lại còn màu xanh, chân cũng rất là nhiều. Đây là cái tay của ai vậy? Một sờ bàn vào tay. Cái thô rác rác kiểu gì ấy. Cam mới đứng gọn vào. Sợ quá em Cam ơi, đừng đi, đứng đây xem nào. Nếu em Cam mà chạy đi, có ai bắt em Cam là chị không cứu được em đâu đấy. Ui, cái gì thế này? Một cái đầu. Đây là cái đầu của nó.
Đúng rồi đấy các cậu ơi, nhìn này, cái mắt nó còn sáng sáng. Này cậu ơi, con này là sau này còn tai còn to nữa cơ. Hai cái mắt thì đỏ lừ luôn. Ui, xung quanh đây sương khói mờ ảo này. Con này thì có hai cái tai rất là dài luôn. Tai như kiểu là tai của con dơi ấy, nhưng con này lại mắt màu xanh cơ. Ui, con này còn có răng nhọn đỏ đỏ nữa này. Cậu hãy nhìn trên tường kìa. Ui, cái này nó còn phun ra khói này. Nhiều khói chưa? Tượng điêu khắc. Ui, đây hình như là bóng của một con ma đó. Không, tay áo này là của con gì đây? Ui, chàng ơi, nó còn đang đung đưa ở trên đầu này. Đây cũng có cả một cái. Ai đang bị mắc kẹt này? Đâu? Đi này cậu ơi, nhiều khói quá, tớ không nhìn rõ. Ui, cái móng tay này dài thế. Ở đây cần có một bàn tay sơn móng tay này. Bàn tay sơn móng tay á? Đây là bàn tay của con quỷ đó. Nhưng mà màu con quỷ xanh này thích sơn móng tay giống em Cam à? Ui, đây còn có một cái đầu của một bà lão, một cái mũi rất dài giống như một mụ phù thủy vậy. Ở phía bên này tớ còn nhìn thấy ở bên trên kìa các cậu ơi. Nhìn một con đệ nhưng mà có mặt người luôn. Còn phía dưới này là một cái con gì ấy? Như kiểu con thằn lằn vậy. Thằn lằn nhưng mà yêu đầu thì cũng là đầu người hay sao ấy. Xong mà nó còn có cái bàn tay gì mà trông nhìn ngợp mắt luôn này. Chân đúng là chân của con thằn lằn rồi, nó đang trèo trên tường này. Ui này Trang ơi, tớ nhìn phía bên trên trần nhà hình như có một con ma nữ nhện hay sao ấy. Đây là con nữ vương nhện với rất nhiều cái chân. Phía bên dưới kìa, con rơi. Con gì mà có cái lưỡi dài như thế này? Lưỡi nó còn chạm được vào đất cơ. Ở đây toàn những thứ kỳ lạ thôi. Ui, cái gì đấy? Ở phía sau kìa, nó hiện lên cái gì ấy? Một câu chuyện. Con vật to lớn ấy, nó có giống như con voi không?
giống như con trâu rừng không? Cô ta lắc đầu và trả lời, không phải. Con vật to lớn ấy không giống như bất kỳ loài thú nào trong rừng mà cô ta từng biết. Chính vì vậy mà cô ta gọi con vật to lớn ấy là con quỷ núi, và gọi vùng đất này là vùng đất của quỷ. Nhưng là quỷ hiền lương, quỷ yêu thương, chứ không phải quỷ hại người. A few minutes later. Cuối cùng tìm được cơm ra rồi. Ui ui, cái gì đây? Ui, trên đây còn có một con muỗi to chưa này Cam ơi. Con muỗi nó đang hút máu kìa. Muỗi này có hai cái mắt khổng lồ luôn. Ui, còn phía trong kìa, hình như con hắc ghi gui ghi ấy cậu ơi. Tớ trông cái con này như kiểu là cái con khỉ đồ con đới ươi ở trên rừng ấy đúng không? Người nó màu nâu nâu với cái ven như này. Xong rồi nó còn có hai cái bàn tay to bùng như này Cam ơi. Đi tiếp ra đây xem là cái gì này. Một cái suối à? Suối này là suối gì nhỉ? Ô này, nhìn này các cậu ơi, cái này nó ghi là suối ma này. Thì ra bọn mình đi tìm suối ma chính là cái dòng suối này. Thế nhưng mà làm gì có ma đâu. Tất cả chỉ là lời đồn thôi các cậu ơi. Trên đời này không có ma nhá.